Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhiều năm về trước, câu chuyện về nàng lọ lem yêu được chàng trai giàu có nhanh chóng biến thành vụ án chặt xác kinh hoàng và đẫm máu đã khiến dư luận rúng động. Đó là câu chuyện của Elise Matsunaga giết chồng đại gia vì nghi bị anh ta phản bội. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vụ án nổi tiếng này. Khi Elise Matsunaga được gặp chồng Marcos giàu có của mình, bạn bè của cô đã liên tưởng tới câu chuyện của nàng lọ lem, vì đó chính là những gì đã diễn ra với Elise. Được nuôi dưỡng bởi ông bà với hoàn cảnh nghèo khó tại Brazil, Elise Matsunaga lớn lên và trở thành gái mại dâm. Cũng chính nhờ công việc này mà cô đã gặp Marcos, từ đó một bước trở thành công chúa. Tuy nhiên, hôn nhân hạnh phúc của Elise và Marcos sớm trở thành một nấm mồ. Khi năm 2012, những mảnh thi thể của Marcos đã được tìm thấy dọc con đường ven thành phố São Paulo. Sau nhiều lần tránh tội và nói dối, Elise đã phải thú nhận tội ác của mình với người chồng giàu có. Tuy nhiên, đằng sau vụ án kinh hoàng của cặp đôi hạnh phúc lại là những uẩn khúc mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Marcos là người thừa kế của công ty thực phẩm Yoki nổi tiếng. Anh gặp Elise khi còn đang trong cuộc hôn nhân với người vợ đầu tiên của mình. Lúc đó, hình ảnh Elise hiện lên trên một trang web về gái mại dâm đã thu hút sự chú ý của Marcos. Anh ta ngoại tình với vợ và gian díu với Elise trong suốt 3 năm dài. 3 năm sau khi gặp Elise và đã chung sống như vợ chồng, Marcos mới ly hôn vợ cũ. Theo bộ phim tài liệu Elise Matsunaga Once Upon a Cream, cặp đôi đã có cuộc sống rất hạnh phúc với những chuyến du lịch triền miên và cùng chia sẻ thú vui săn bắn. Tuy nhiên, niềm vui cũng chẳng kéo dài được lâu khi Elise phát hiện người chồng của mình lại đang tòm tem với những cô gái lạ. Elise quyết định sẽ ly dị với Marcos. Tuy nhiên, đúng thời điểm ấy thì lại phát hiện bản thân đã có thai. Khi tôi thông báo, anh ta đã khóc và xin lỗi tôi. Anh ta quỳ xuống xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, Elise chia sẻ trong bộ phim tài liệu. Tuy nhiên, sau khi Elise hạ sinh con gái, cặp vợ chồng lại hay xảy ra cãi vã. Marcos cảm thấy chán chường với thái độ của Elise, hống hách rằng cô phải may mắn lắm thì mới được cuộc sống có người hầu bảo mẫu trong nhà. Nghi ngờ chồng mình lại ngoại tình, Elise bí mật thuê thám tử tư để theo dõi Marcos. Thám tử tư phát hiện Marcos đi hẹn hò với gái lạ ở nhà hàng mà cặp đôi thường lui tới. Lần này Elise quyết định sẽ chấm dứt hẳn với Marcos. Đáp lại, Elise chính là hàng loạt những lời lẽ sỉ nhục, mà sát khó nghe từ Marcos. Cô nghĩ cái loại người như cô sẽ kiếm được ai khác ư? Cô chỉ kiếm được người để quan hệ với cô mà thôi. Đó là những lời của Marcos mà Elise kể lại. Sau đó Elise còn kể rằng Marcos dọa sẽ không bao giờ cho cô gặp con gái của mình lần nào nữa, sau đó đánh cô. Vào ngày 19 tháng 5 năm 2012, Marcos tới đón Elise sau khi cô dành 3 ngày để đưa con gái tới thăm bà ngoại. Những đoạn băng giám sát tại tòa chung cư của gia đình họ cho thấy Marcos có thái độ bực tức, thậm chí còn đá vào cửa thang máy khi đi lấy pizza. Đoạn băng tiếp theo cho thấy Elise xuất hiện vào sáng hôm sau với 3 vali lớn, trong đó chứa các phần thi thể của người chồng bội bạc. Sau khi Marcos mất tích, gia đình của anh trở nên lo lắng. Elise lạnh lùng thông báo với mọi người rằng Marcos đã bỏ đi cùng với một chiếc túi quần áo và tiền mặt. Theo lời của Elise lúc ấy, Marcos đã lựa chọn bỏ đi cùng với nhân tình. Sau đó Elise cho gia đình xem video Marcos đi hẹn hò với gái lạ, được quay lại nhờ thám tử tư của cô. Chín ngày sau đó, thi thể của Marcos lại được tìm thấy. Đầu của anh nằm trong một chiếc vali, còn thi thể được cho vào một túi ni lông, vứt ngẫu nhiên ở rìa thành phố. Gia đình của Marcos đã tới và nhận diện thi thể của con trai. Ngày 4 tháng 6, Elise đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi họ khám phá ra cô đã xuất hiện ở địa điểm nơi thi thể của Marcos được tìm thấy. Lịch sử gọi điện của Elise chính là thứ đã tố cáo cô. Thi thể của Marcos đã bị chặt làm 7 phần khác nhau, mỗi phần bị ném ở một nơi. Cho đến giờ người ta vẫn chưa tìm thấy đủ các phần. Khám nghiệm tử thi còn cho thấy Elise đã cứa cổ chồng mình khi anh vẫn còn đang sống. Từ năm 2016, phiên tòa cho Elise mới diễn ra. Elise về sau thú nhận tội danh giết chồng và giấu xác, sau đó bị tòa tuyên án 19 năm tù.
án của cô được giảm nhẹ vào năm 2019 và Ellie sẽ được trả tự do vào năm 2035. Cho đến thời điểm hiện tại, Ellie vẫn đang bị giam giữ tại một nhà tù cho phụ nữ tại Sao Paulo. Mới đây, một bộ phim tài liệu về vụ án này mang tên Ellie Matsunaga, Once Upon a Crime, tựa Việt Tội ác ở Sao Paulo, đã được Netflix chính thức cho ra mắt. Đây cũng là lần đầu tiên kẻ sát nhân Ellie tham gia phỏng vấn trực tiếp và kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình. Cho tới giờ, tôi vẫn không hiểu được cảm xúc nào đã thôi thúc tôi bóp cò, Ellie nói với ống kính. Bộ phim tài liệu Ellie Matsunaga, Once Upon a Crime, được thực hiện với nhiều đoạn phỏng vấn Ellie khi cô được cho phép ra khỏi tù trong vòng một tuần. Nhiều phân đoạn Ellie rơi nước mắt khi nghĩ về con gái của mình. Giờ đây mẹ vào tù, bố bị sát hại dã man. Tuy nhiên khán giả sẽ không khỏi cảm thấy lạnh gáy trước những lời khai của Ellie khi giết Marcos. Với 4 tập phim, bộ phim bám sát toàn bộ diễn biến của câu chuyện, phỏng vấn nhiều người liên quan bao gồm bạn bè của Ellie và Marcos. Qua vụ án trên, mỗi người cũng tự rút ra cho mình nhiều bài học về tình yêu, cũng như cách ứng xử trong cuộc sống. Đừng để một phút mất bình tĩnh, để rồi tự biến bản thân thành ác quỷ lúc nào không hay. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên like và subscribe ủng hộ cho kênh của chúng tôi để cập nhật những tin tức mới nhất về các vụ án hay và hấp dẫn trên thế giới. Xin kính chào và hẹn gặp lại!